Cổ lực Na Trát bỗng bùa mê cả Cbiz khi hóa thân thành điêu thuyền. Tạo hình điêu thuyền của mỹ nhân Tân Cương Cổ lực Na Trát trong bộ phim Chân Tam Quốc Vô Song hiện đang khiến cả showbiz xứ Trung xôn xao. Ai nấy đều nhất trí, Cổ lực Na Trát hoàn toàn thành công về mặt hình ảnh khi đảm nhiệm vai diễn một trong tứ đại mỹ nhân của lịch sử Trung Quốc. Trong đoạn clip được dân mạng chia sẻ, Cổ lực Na Trát cầm dao kề cổ, ánh mắt nức nở, như sắp khóc khiến ai cũng phải mềm lòng và xót xa. Nhiều dân mạng còn cho rằng đây chắc chắn sẽ là vai diễn để đời của Cổ lực Na Trát. Tạo hình của cô xuất sắc đến mức, cho dù có diễn tệ đi chăng nữa thì người xem vẫn sẵn lòng bỏ qua. Năm 2012, Cổ lực Na Trát lần đầu ra mắt công chúng với vai diễn Tiểu Tuyết trong tác phẩm ăn khách Thiên Viên Kiếm. Bộ phim có sự góp mặt của hàng loạt sao lớn như Hồ Ca, Lưu Thi Thi, Đường Yên. Đây quả thật là một khởi đầu may mắn đối với những người chưa có kinh nghiệm và diễn xuất như Cổ lực Na Trát. Vậy nên, chẳng có gì là nói quá khi mỹ nhân sinh năm 1992 có xuất phát điểm hơn người. Nhan sắc xinh đẹp là điểm cộng giúp Na Trát được ưu ái giao cho vai nữ chính. Tuy nhiên, gương mặt cứng đờ, lối diện một màu đã khiến người đẹp nhận không ít chỉ trích. Thậm chí nhiều người còn nhận xét Na Trát chỉ là một bình hoa di động, có đẹp mà không có thơm và không được công chúng công nhận tài năng. Tuy nhiên, nhìn vào những ảnh chụp họa báo thì lại không thể không khen Na Trát được, thần thái này đâu phải ai cũng có đâu. Vì vậy, công chúng lần nữa đòi gió, mong Na Trát đi chụp họa báo chứ đừng đóng phim. Trái với sự nghiệp diễn xuất có phần mờ nhạt, Cổ lực Na Trát lại khiến người ta chú ý bởi scandal tình ái. Chuyện tình cảm của cô và Trương Hàn khiến giới báo chí tốn nhiều giấy mực. Bởi khi công khai hẹn hò cùng Trương Hàn, cô bị nghi là tiểu tam chen ngang hạnh phúc của cặp đôi Trương Hàn Trịnh Sảng. Mặc dù bạn trai đã lên tiếng bảo vệ, nhưng Na Trát vẫn bị công chúng ghét cay ghét đắng. Lẽ vì áp lực dư luận, cặp đôi đã đường ai nấy đi sau 3 năm hẹn hò. Không những vậy, tháng 8 năm 2018, phóng viên chụp được ảnh cô và Huỳnh Hiểu Minh ở Nhật. Có tin đồn rằng nam diễn viên họ Huỳnh đã ngoại tình với mỹ nhân Tân Cương. Chưa dừng lại ở đó, nữ diễn viên đã lộ ảnh âu yếm với bạn trai cũ thời sinh viên. Những tai tiếng tình ái bủa vây khiến sự nghiệp nữ diễn viên ngày càng đi xuống. Gần chục năm diễn xuất, Cổ lực Na Trát chưa có một bộ phim nào làm nên tên tuổi của bản thân. Cứ nghĩ sau thành công của Hiên Viên Kiếm, nữ diễn viên sẽ tập trung cải thiện khả năng diễn xuất của mình, đi theo phái thực lực. Nhưng cô lại chuyển sang thể loại phim điện ảnh, một thể loại nặng đồ mà không phải diễn viên nào muốn đóng là đóng. Sau khi tham gia hai bộ phim điện ảnh và không giành được sự chú ý nào từ công chúng, Cổ lực Na Trát lại trở về với thể loại truyền hình với hàng loạt bộ phim như Phó Thần Triệu Tử Long, Truyền Thuyết Thanh Khâu Hồ, Thạch Thiên Ký Trả Lại Thế Giới Cho Em, nhưng đều không tạo được tiếng vàng, thậm chí không đọng lại chút ấn tượng gì trong lòng công chúng. Những hôn mau tình cảm khiến Cổ lực Na Trát từng có thời gian trở thành gương mặt bị ghét bỏ của làng giải trí. Ngôi sao 28 tuổi còn bị tố giả tạo, tạo chiêu trò để quảng cáo cho phim. Không phải tự nhiên Cổ lực Na Trát được mệnh danh là mỹ nữ Tân Cương, sở hữu nhan sắc trời ban nên thậm chí ảnh chụp qua loa của người qua đường cũng không thể diêm được nhan sắc của Na Trát. Ngoài ra, mỹ nhân sinh năm 1992 cũng sở hữu body và người mê với tỷ lệ cơ thể cân đối cùng với đôi chân dài.